Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Kính thưa quý vị, liên quan tới thông tin con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ, chúng tôi đã search tất cả các từ khóa trên mạng và đã ra khoảng tầm 10 triệu kết quả tìm kiếm. Rất nhiều tờ báo nói rằng con đập đã vỡ, con đập vỡ vào đêm ngày hôm qua và con đập có khả năng vỡ rất cao. Thu thập tất cả các bằng chứng và chứng cứ, chúng tôi kết luận rằng con đập của phía Trung Quốc hiện vẫn chưa vỡ, mặc dù mưa to, gió lớn trong suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên thì nó vẫn sừng sững đứng yên. Các chuyên gia thủy lợi quốc tế cho rằng khả năng cao con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Các chuyên gia thủy lợi của nhà nước Trung Quốc nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị 3 quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945, nó cũng không bị vỡ. Chính vì vậy, những trận mưa to, gió lớn vừa qua vẫn không hề ảnh hưởng đến con đập này. Nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc đặt ra câu hỏi rằng vậy con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bền vững vĩnh cửu hay là sao? Thì xin thưa với quý vị rằng trên thế giới này không có một vật gì mà lại bền vĩnh cửu được. Kể cả kim cương thì cũng có lúc bị xước, bị bong chóc. Những vật được cho là trường tồn với thời gian thì có lúc nào đó nó sẽ lại bị tan hoang trong một khoảnh khắc nhất định. Chính vì vậy, con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nó chỉ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho rất nhiều các tiểu đoàn, tiểu đội canh giữ 24/24 giờ. Bởi vì rất nhiều nước xung đột với phía Trung Quốc định bắn vỡ con đập này. Nhiều chuyên gia thủy lợi cũng như là chuyên gia quân sự trên toàn thế giới nói rằng nếu như Trung Quốc đánh nhau với các nước thì các nước không cần phải đánh đâu xa. Chỉ cần phóng tên lửa hoặc là dội bom cho vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là Trung Quốc đã bị san phẳng rồi. Chính vì vậy mà con đập liên tục được tập đoàn Tam Hiệp bảo vệ 24/24 giờ trong suốt những tháng năm vừa qua. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại nổi tiếng và là một công trình được cho là kỳ quan của thế giới. Nó đang sở hữu rất nhiều các kỷ lục mà tất cả con đập trên thế giới đều không sánh vai được. Đây chính là lý do vì sao nó được cho là con đập lớn nhất hành tinh này. Tuy nhiên, nó lại là một tử huyệt chết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức cũng như là mai phục rất nhiều quân lính bảo vệ 24/24 giờ xung quanh 50 km. Với bán kính đó thì Trung Quốc nói rằng sẽ không có một thế lực nào có thể bắn vỡ được con đập Tam Hiệp. Chính vì vậy mà người dân sống xung quanh con đập hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên thì theo người dân của Trung Quốc cho biết thì họ vẫn tin vào lời dự ngôn của cậu bé tiên tri cũng như nhà tiên tri nổi tiếng Vanga trên toàn thế giới này khi nói rằng con đập sẽ bị vỡ trong năm 2022 hoặc năm 2023 nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay đổi tính nết. Người ta nói rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình đối xử tốt với cả các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Còn nếu như đối xử xấu hay là đem quân đội của Bắc Kinh xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 99,9%. Và liên quan tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị tình hình lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật được. Thưa quý vị, siêu bão Infa mới tàn phá Trung Quốc và nó đã khiến cho hệ thống chống ngập của Trung Quốc bộc lộ ra những yếu điểm chết người. Lời cảnh tỉnh sau khi thành phố thông minh của Trung Quốc mất điện vì lũ. Trung Quốc đã phát triển các trung tâm đô thị thành thành phố thông minh, nhưng trận mưa lớn chưa từng thấy quét qua đã đẩy hàng triệu người vào thời đại đen tối của kỹ thuật số. Vào tuần trước, nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc chìm trong nước lũ sau khi hứng chịu trận mưa lớn mà cơ quan thời tiết miêu tả là nghìn năm cấm có một. Hơn 69 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác đã phải sơ tán vì thời tiết cực đoan. Khi mưa lũ rút đi, hàng triệu người ở Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhận ra rằng họ lại phải đối mặt với thách thức mới. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã biến các trung tâm đô thị của mình thành thành phố thông minh. Công nghệ được ứng dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống từ mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán các tiện ích.
Vì vậy, khi trận mưa lịch sử quét qua khiến cho Trịnh Châu gây mất điện và Internet trên diện rộng, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào thời đại đen tối kỹ thuật số. Đối với một số người, đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác, điều này trở thành vấn đề sinh tử, cuộc chiến sinh tử. Một bác sĩ họ Wang làm tại Bệnh viện Liên kết 1 của Đại học Trịnh Châu cho biết, khi thành phố mất điện, thiết bị hồi sức, chăm sóc tích cực cũng đã ngừng hoạt động. Bệnh viện đã phải nhanh chóng sử dụng nguồn điện dự phòng để cứu những bệnh nhân nặng nhất. Và có hơn 10.000 bệnh nhân khác đã được di rời đến bệnh viện huyện, nơi có nguồn điện an toàn hơn. Mất điện đồng nghĩa thang máy trong tòa nhà cũng ngừng hoạt động. Vì vậy mà ông Quang đã cùng với tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ khiêng bệnh nhân đang nằm trên giường từ tầng 20 xuống các xe cấp cứu. Những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường, chúng tôi đã phải khiêng vác theo mọi thứ, Quang nói. Điện thoại biến thành cục gạch phát sáng. Ở bên kia thành phố, một phụ nữ tên là Wing Wen đã hoang mang khi bị cắt điện và Internet. Điện thoại mất sóng cho nên cô không thể gọi hay nhắn tin cho bạn bè và gia đình thông báo với họ rằng mình đã an toàn. Queen Gwen đã đi lang thang trên khắp đường phố chỉ để tìm kiếm nơi có sóng. Thế nhưng trước khi có thể tìm thấy, điện thoại của cô đã chết. Dần dần thì Queen Gwen đã phát hiện ra một sự bất tiện len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Và buổi sáng sau khi cơn mưa giảm dần và nước bắt đầu rút xuống, thì Queen Gwen đi làm trở lại. Khi đến văn phòng, cô được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt. Nhưng vì không có Internet, cô không bao giờ nhận được tin nhắn thông báo. Khi đến siêu thị, cô không thể mua hàng vì hệ thống thanh toán bằng điện thoại đã ngừng hoạt động. Thông thường, người dân Trung Quốc hiếm khi đem theo tiền mặt mà phụ thuộc nhiều hơn vào thẻ tín dụng và các ứng dụng thanh toán. Không có Internet, điện thoại của tôi đã biến thành một cục gạch phát sáng, cô nói. Trên khắp thành phố, hàng dài người đã xếp hàng trước các cửa hàng tạp hóa và để lại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay trở lại để giải quyết nợ. Nhiều phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động. Tencent News cho biết các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố yêu cầu mọi người trả trước bằng tiền mặt. Bên cạnh đó thì một số tài xế cho biết điện ở nhiều nơi bị cắt cũng là lý do khiến họ không thể tiếp tục sinh kế. Theo báo cáo thì tại Trịnh Châu hơn 80% số xe taxi đã được chuyển sang sử dụng động cơ điện trước đó. Khi xe hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết. Lời cảnh tỉnh, Zhao Kelu, giám đốc của một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết, sau khi mua thức ăn và nước uống bằng thẻ tín dụng, anh leo lên 19 tầng và bàng hoàng phát hiện căn hộ của mình bị cắt điện và nước. Trong vài ngày tiếp theo, anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố, đi khắp mọi nơi để tìm kiếm điện và hoặc Internet. Đôi khi giao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ, và đôi khi anh lại ở sảnh khách sạn với Internet, nước và nguồn điện chập chờn. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào tôi có thể nạp điện thoại hay khách sạn nào chưa kín người hay không, anh nói. Sau trận lũ lịch sử, giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng điều động lực lượng làm việc ngày đêm để khôi phục lại nguồn điện và Internet. Chính phủ nước này cho biết vào cuối tuần khoảng 90% các khu vực Trịnh Châu đã có điện và mạng trở lại. Tuy nhiên sau sự cố này, người dân bắt đầu nhận ra đây là lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc đã chứng minh rằng mọi hệ thống, ngay cả khi sử dụng công nghệ mới và tối tân nhất, đều có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm pin sạc dự phòng vào danh sách đồ cần để sinh tồn của mình, một người viết trên Weibo. Nhiều món đồ khác cũng đã được đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác, bao gồm thực phẩm đóng hộp, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt và thậm chí cả vàng. Và liên quan tới tình hình Biển Đông, tình hình lũ lụt của Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi cho quý vị và các bạn. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.